Bị phán xét chuyện hơn thua với fan, Thu Minh phản ứng thế nào? Thời gian qua, Thu Minh đã gây chú ý khi phát hành show Music trên kênh YouTube cá nhân. Đây là một chương trình trò chuyện về sắc màu âm nhạc của Thu Minh cùng các nghệ sĩ khách mời. Đã có vô số những người nổi tiếng tham gia show này. Mỗi câu chuyện của mỗi người đều để lại những cảm xúc khó tả trong lòng khán giả. Cũng từ Music, Thu Minh được quan tâm nhiều hơn ở mọi động thái. Mới đây trên kênh TikTok cá nhân, Thu Minh đã đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại tiết mục biểu diễn của mình trong một đêm nhạc tại phòng trà. Trong đêm diễn, giọng ca gạo cội đã mang đến hàng loạt bản hit đình đám trong sự nghiệp để gửi tặng đến khán giả. Đang nói ở một khoảnh khắc, nữ ca sĩ đang thực hiện những nốt phiêu trên sân khấu thì Thu Minh bất ngờ chĩa micro xuống và nhận được sự phản hồi từ khán giả. Hành động này được Thu Minh lặp đi lặp lại nhiều lần, vô tình tạo nên một khoảnh khắc mà theo chính nữ ca sĩ ví von, đó là lớp luyện thanh giữa Thu Minh và khán giả. Để tăng thêm độ khó cho lớp luyện thanh của mình, Thu Minh thậm chí khoe chất giọng siêu nội lực cùng những nốt cao chót vót. Và khi nữ ca sĩ đưa micro xuống sân khấu thì khán giả có vẻ mệt rồi nên không thể đu theo quãng giọng của Thu Minh được nữa. Lúc này nữ ca sĩ liền hỏi mọi người, được nữa không? Khiến cư dân mạng vô cùng thích thú, dù ai nấy đều hết hơi với thần tượng. Bên dưới đoạn clip trưng trổ quãng giọng của Thu Minh, một cư dân mạng đã để lại bình luận như sau. Sao cô ca sĩ mà cô hơn thua với fan quá à? Ngay lập tức, nữ ca sĩ đã phản hồi bình luận này bằng cách sử dụng một số icon cười, khóc một cách thích thú. Có vẻ như vị này chưa biết độ lầy lội của Thu Minh nên mới bình luận như vậy nè.